xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Bông nha Và ngày hôm nay thì Bông đi mua một ít đồ ở trong shop 100 Yên ở ngay sát nhà Bông luôn Thì Bông sẽ quay cho mọi người cái shop 100 Yên gần nhà Bông Và Bông cũng sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái món đồ mà trong shop 100 Yên người ta thường mua nhất Cái shop 100 Yên ở nhà Bông thì nó nhỏ thôi chứ nó không có lớn cho nên là nó có ít đồ thôi nha Rồi chúng ta cùng đi nha Đầu tiên thì phải kể đến đó là dụng cụ học tập À, như là tập vở nè rồi những cái quyển memo nhỏ 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 ở nhật bản thì chủ yếu nó sẽ có hai cái loại tập mọi người tập đầu tiên nó sẽ là có cái đường kẻ để viết còn cái thứ hai sẽ là không có đường kẻ nó chỉ là một tờ giấy trắng và đóng lại quyển tập, thần, quyển tập thôi rồi người nhật thì họ cực kỳ cực kỳ là thích những quyển sổ tay nhỏ tại vì là trong công việc hay trong bất cứ một cái gì họ cũng đều mang một quyển sổ tay nhỏ bên mình hết á mọi người bất cứ một cái gì họ cũng sẽ ghi chép vào cho nên là không bao giờ họ thiếu cái quyển sổ tay ở bên cạnh mình đâu. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều loại bao thư, phong bì nè, phong bì đựng tiền lương, phong bì đựng uh, tiền mừng tuổi nè, tiền mừng thọ, tiền đám cưới, tiền thôi nôi đầy tháng, tân gia nhà vân vân và mây mây thì ở phía bên này đều có. Uh, người Nhật họ sẽ chia ra mỗi cái uh, cái dạng mà cột dây khác nhau như thế này mọi người thì sẽ là dành riêng cho cái uh, cái tiền mừng khác nhau chẳng hạn như là tiền mừng thọ này rồi tiền mừng đám cưới này rồi tiền mừng thôi nôi thì mỗi cái nó sẽ có hình dạng cột dây khác nhau các bạn nhìn vô một cái là các bạn biết ngay đây là cái phong thư cái phong bì của người nhật luôn tại vì người nhật họ thường rất là hay cột những cái sợi dây như vậy à, bên cạnh đó thì còn có những cái tiệp để các bạn đựng hồ sơ nè rồi giấy a 4 giấy a 5 giấy a 3 vân vân và mây mây thì các bạn có thể tìm hết được phía trong này đặc biệt là có những cái quyển sổ để các bạn demo về cái uh, cái thời khóa biểu của mình nè rồi chi tiêu nữa có những quyển sổ chi tiêu nữa bạn nào mà chi tiêu quá đà giống như bông á thì hãy vô mua một quyển để các bạn ghi ra nha rồi đây là những cái tiệp để các bạn đựng hồ sơ hoặc là sắp xếp uh, một trong những cái vật dụng mà không thể nào mà các bạn không biết tới đó là con heo đất ở bên đây thì không có heo đất nhưng mà họ sẽ sử dụng những cái lon như thế này để đựng tiền xu À, mỗi một loại hộp thì sẽ đựng được cái số lượng khác nhau. Rồi đây sẽ là những cái loại để các bạn đựng bút, đựng đồ dùng, rất những cái hộp để các bạn đựng để sắp xếp cho nó gọn gàng vô nè. Rồi rất là nhiều 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 đồ. Đó những cái ngăn để các bạn đựng giấy tờ và đựng tập sách cho nó gọn gàng. Tất cả những cái loại nào, kính thưa tất cả các loại nhà, văn phòng phẩm thì nó đều có trong này hết. Các bạn cứ thế mà vô đây các bạn mua thôi, nó tiện lợi vô cùng luôn và nó lại rẻ nữa đúng không mọi người? 100 yên thêm thuế 10 yên nữa là 101 yên. Đây rất là nhiều bút viết, thước kẻ, kéo, cắt, giấy xếp rồi các loại kẹp Uh, hoặc là năm trăm giấy uh, nemo nhỏ nhỏ giấy sticker rất là nhiều loại thì đây là những cái loại vật dụng mà được rất rất là nhiều bạn học sinh ưa thích và vô trong đây mua uh, ở nhật thì uh, được cái là tiện lợi vô cùng là như vậy đó mình rất là thích tại vì nó vừa rẻ mà nó vừa đầy đủ đồ nữa đây là những cái loại dụng cụ nè dao kéo dao rọc giấy kéo cắt giấy rồi thước đo thước dây thước kẻ các hình thù các những cái clip những cái kẹp ghim à, đây những bạn nào mà hay học kanji á, mà cần làm flash card á, thì các bạn vô trong trăm uh, yên mua cái khoanh như này về các bạn sẽ làm được những cái uh, sắp flash card để các bạn học ha rồi đây rất là nhiều đồ luôn đây có cả kẹp bấm kẹp ghim dây các loại Thun nữa, trời ơi, ngày xưa ở Việt Nam là cứ đi mua chun về để thắt dây nhảy Còn bên đây nó bán cả đống cái làng Trong đây này là mọi người, có trăm yên một bịch trà bá luôn Bạn nào mà mê mà làm thiệp á Thì đây. đây, cái khu này là cái khu để các bạn mua về các bạn làm thiệp này Đó, kính thưa các loại uh, uh, topping làm thiệp <laughs> Mình nói dùng toàn topping làm thiệp nghe mắc cười Không, Nhưng mà nó thật sự là nhiều lắm Rồi tiếp theo đến sẽ là về điện thoại iPad ở trong cam in thì nó cũng có những cái miếng dán điện thoại iPad cũng được rất là ưa chuộng và uh, cũng rất là nhanh hết hàng nhưng mà theo mình thì cái miếng dán này các bạn dán được một thời gian nó cũng sẽ rất là dễ vỡ mình dán là mình cứ phải thay hoài đó các bạn cũng phải mua hoài luôn rồi những cái giắc cắm nè những cái ổ điện những cái đèn pin uh, các bạn vô trong đây mua rồi cái tiếp theo mà các bạn sẽ tìm kiếm dễ dàng trong này đó là đồ make up của các bạn nữ À, Kính được các loại make up như là son môi, phấn mắt má hồng Rồi phấn nền, phấn phủ, BB cream Rồi đồ bấm mi, bông tẩy trang, nước tẩy trang, vân vân và mê mê các bạn đều kiếm trong này Mình thấy thì có nhiều bạn nói là ôi trời đồ 100 yên thì ai mà xài Nhưng mà mình vẫn thấy có rất là nhiều người Nhật họ vô trong đây họ mua à, Ví dụ như là mình thấy là họ vẫn mua những cái bông để đánh phấn nè hay là những cái đồ để đây ví dụ như là đồ kéo để cắt tóc họ vẫn mua họ người nhật họ mua nhiều lắm cho nên các bạn nói là đồ chăm yên mà mua mà xài cái gì thì mình thấy nó cũng hơi lạ rồi ở phía bên đây sẽ là những cái đồ kẹp tóc những cái đồ uốn tóc cho nó quanh hay là những cái băng đô những cái bờm để các bạn à, à, cài tóc lên cho nó gọn gàng đây cho nhưng mà mình thấy nó dễ dễ thương quá bạn các bạn ơi, những cái băng đô cài tóc nhìn thấy xinh ghê luôn á ở Việt Nam mà thực sự mà có cái tiệm như thế này thì chắc là các bạn nữ, các cô bé nhỏ nhỏ cấp 2, cấp 3 của Việt Nam mình chắc là tối ngày vào trong đây đi kiếm những cái đồ cô tóc xinh xinh quá ha mọi người ha. Rồi đó. Mọi người nhìn một dòng nè. Nhiều ha. Trời ơi những cái đồ kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương ơi là dễ thương luôn. Những cái món đồ này rất được ưa chuộng ở trong shop 100 yên nha. Thường nó bán rất là chạy luôn á. Đó. đó. Đây, một đống đồ cột tóc, đồ nào cũng có Ngày xưa trước khi mình qua đây mình cứ ngỡ ngàng, mình cứ sợ là bên đây nó bán làm sao Chắc là mắc lắm, mình mang cho 10 cái đồ cột tóc Bây giờ qua tới nơi thì trời ơi, nó bán nhiều là nhiều Rồi ngoài ra thì người Nhật họ cũng rất là chuộng cái sơn móng tay ở trong 100 yên Lúc mà mình quay cái này thì có một bạn người Nhật đang đứng lửa Cho nên là mình phải đợi bạn đó lửa xong rồi mình mới quay tiếp đó mọi người đây, có rất là nhiều, nhất là những cái mà để làm móng á các mọi người những cái chai những cái lọ mà để đựng mấy cái hạt kim cương hạt xoàng để đứng lên trên cái móng á nó rất là nhiều nó có những cái đồ để chuyên về làm móng luôn các bạn cứ vô đây là các bạn sẽ tha hồ mà lựa chọn nó lại vừa rẻ nữa nhiều quá cho nhiều đúng không mọi người đó, rồi bên cạnh đồ làm móng, đồ làm đẹp thì những cái móc như thế này cũng rất là được ưa chuộng luôn Nó có rất là nhiều loại móc, móc dành cho máng áo thun, rồi móc dành cho mán áo sơ mi hoặc là máng áo vest thì nó có riêng đầy đủ hết nè Rồi những cái kẹp ghim, kẹp bấm để mắc đồ underwear cũng có nữa, rồi những cái để mắc vớ rồi nói chung là nó có đầy đủ hết rất nhiều lắm mọi người cho nên là mọi người cứ cần cái gì thì vô đây nha. À đây là ngày hôm nay thì bông giới thiệu sơ sơ sương sương vậy thôi. Hẹn gặp các bạn ở cái phần giới thiệu shop đồ 100 yên phần 2 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Nhớ theo dõi kênh của bông nha để ủng hộ bông bông tiếp tục ra clip nha các mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.